8. Tỷ mục Cù Sa Tiên Nhân Phó Thác Thứ Tám Đồng Chân Trụ Bấy giờ thiện tài đồng tử, tùy thuận suy ngẫm tránh giáo của Bồ Tát, tùy thuận suy ngẫm tịnh hạnh của Bồ Tát, sinh tâm phước lực tăng trưởng của Bồ Tát, sinh tâm thấy rõ tất cả chư Phật, sinh tâm sinh ra tất cả chư Phật sinh tâm tăng trưởng tất cả đại nguyện, sinh tâm thấy khắp các pháp mười phương, sinh tâm chiếu sáng các pháp thật tánh, sinh tâm phá tan tất cả chướng ngại, sinh tâm quán sát pháp giới không đen tối, sinh tâm thanh tịnh ý bảo tra nghiêm, sinh tâm thôi phục tất cả chúng ma, từ từ đi du hành đến nước Na La Tố, đi khắp nơi tìm tìm mục cổ xa, thiện tài thấy một khu rừng lớn có a tăng kỳ cây dùng để trang nghiêm, đó là cây đủ thứ lá sum xê che mát, cây đủ thứ hoa nở rộ xinh tươi, cây đủ thứ quả trái chín liên tục, cây đủ thứ báu mưa quả mani, cây chiên đàn lớn thẳng hàng khắp nơi, cây các trầm thủy thường tỏa hương thơm, cây hương vừa ý, diệu hương trang nghiêm, cây ba cha la bao quanh bốn phía, cây ni câu luật thân cây cao vút, cây diêm phủ đàn, tường mưa quả ngọt. Hoa yêu bát la, hoa ba đầu ma, dùng trang nghiêm ao hồ bấy giờ thiện tài đồng tử thấy vị tiên nhân đó trải cỏ ngồi ở dưới cây chiên đàn, đồ chúng một vạn người hoặc mặc da nai, hoặc mặc vỏ cây, hoặc dùng cỏ làm y phục, vấn tóc để râu vây quanh trước sau. thiện tài thấy rồi bèn đi đến chỗ vị tiên nhân năm thẻ sát đất bạch rằng: con nay gặp được chân thiện tri thức, bậc thiện tri thức là môn hướng vẻ nhất thiết trí, vì khiến cho con được vào đạo chân thật bậc thiện tri thức là thừa hướng về nhất thiết trí, vì khiến cho con đến được bậc như lai, bậc thiện tri thức là thuyền hướng về nhất thiết trí, vì khiến cho con đắc được trí bảo châu, bậc thiện tri thức là đuốc hướng về nhất thiết trí, vì khiến cho con được sinh thập lực quang minh, thiện tri thức là đạo hướng về nhất thiết trí, vì khiến cho con được vào thành niết bàn, bậc thiện tri thức là đèn hướng về nhất thiết trí, vì khiến cho con thấy được con đường hẹp hiểm trở bậc thiện tri thức là cầu hướng về nhất thiết trí vì khiến cho con qua được chỗ hiểm ác bậc thiện tri thức là lọng hướng về nhất thiết trí vì khiến cho con được sinh đại từ mát mẻ bậc thiện tri thức là mắt hướng về nhất thiết trí vì khiến cho con thấy được môn phát tánh bậc thiện tri thức là hải chiều hướng về nhất thiết trí vì khiến cho con đầy đủ nước đại bi nói như vậy rồi từ đất đứng dậy đi nhiễu quanh vô lượng vòng chắp tay đứng ở trước bạch rằng Đức Thánh, con trước đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, mà chưa biết Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát Hạnh, làm thế nào tu Bồ Tát Đạo. Con nghe Đức Thánh khéo hay chỉ dạy, xin hãy vì con mà nói.